Nha, hiện tại là chị Hồng Loan là đến một cô năm rồi cả nha. Rồi, tới nó quay cho cô chú anh chị xem. Cả nha. Hồng Loan tới rồi cô chú anh chị. Cái gì Hồng Loan? Tới rồi cô chú anh chị ơi. Lấy một cây bông là 1 triệu á. Bốn người bên nhau. Cái lưng xuống cả nhà ơi. Bốn thằng lên nổi. Hôm nay chị Loan xuống thay đổi cặp hạt nè. Rồi cặp đi lăng nè. Thay đổi vị trí. Bây giờ có cái cây không? Nặng lắm chị ơi. Hơn 100 kg chị. Để này đâu có được. Đúng rồi. Để dưới đất chứ không để. Bây giờ chị đang lấy cái cuốn đây tôi tụi mình đi lên chơi. Bây giờ chị về anh em đi. Để dưới nha cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị nha. Nặng lắm bây giờ. Kiểm tra hết đồ ở đây luôn cả nhà. Đó, ai có cái gì không? Đó. Cái buôn em đi chung với chị hả chị? Xem nè, cho em về thăm nội. Kiểm tra kỹ. Tại vì ở đây có rất là nhiều. Dạ, đem đi nè. Ra cho đem bao giờ nè, để mấy phân đi dọn luôn. Phim làm luôn nha. Lấy bánh bọc vô luôn, lấy bánh bọc. Em tập bọc vô đi. Có cây mới được. Ra này. Có cây mới được. Gì nó đỏ có cây mới được. Lấy cây đi, thịnh vô đây nè. Phải có cái cây á, lòn quá. Nặng lắm, 8 người bưng nổi á. Nặng lắm, phải có cái cây. Rất là nặng nha, cái này là hơn 100 kg cả nhà. Ôi cái chừng nó nó bể đó. Phải để ý nha. Cái cây là cái cắt đó. Cái có cái cây để xuống Nãy công chiếu chính rồi. Đôi giang hồ lên tìm luôn. Chứ không phải là sóc đá dữ được kìa. Kéo con ta sóc đá dữ được. Út hai con kỳ lăng nha cô chú chị ơi. 1, 2, 3, 4. Trời ơi. Quá nặng rồi cô chú chị ơi. Quá
năm sáu người thi nha cô chú chị mà tiểu tiếp tục thêm cái con kỳ lân này xuống luôn nha cô chú anh chị. Giờ giờ kỳ lân bên đây nè cô chú anh chị ơi, giờ hết con bên đây rồi, anh con bên đây xuống đất rồi. Chồng kỳ ông ngon cả nhà, chồng kỳ ông ngon cũng vô phụ giờ kỳ lân nữa cô chú anh chị. Nặng quá nặng ơi, trời ơi, trời ơi, chừng nó nẻ. Trời ơi, trời ơi. Rồi, chị ơi. Lon đây. Quá trời đông luôn cô chú anh chị ơi. Lòng tới quá trời đông luôn. Cô cũng vô nè mọi người ơi. Đây tiền lớn nè cô. Cô nằm vô nói chuyện với tiền lớn à. Để chị Long vệ sinh tí á. Chị Long vệ sinh xong sao đâu rồi. Anh em nào hỗ trợ cho cô trong cái này cúng đồ nè. Né né ra chỗ ra để người ta đem đồ cúng vô anh em. Cô nghe anh em ơi. Minh Nguyễn này. Trời ơi. Ông lên. Trời ơi. Cô khóc luôn rồi. Trời ơi. Cô khóc luôn. Trời ơi. Cô không chịu không con mà cô khóc luôn. Ôi chị Trang. Nè, chị Long đi nè.